unlikely. Sáng tạo khi đến đi trên xe trượt và sử dụng pháo khói để thể hiện minh họa cho chiếc áo trắng của mình, được thiết kế sáng tạo trong thời gian quy định của ban tổ chức. Mark Lee Việt Hùng đã làm cho mọi người bất ngờ bởi sự đầu tư, nét sáng tạo và tinh tế của anh.